Xin chào mọi người, thì hôm nay á mình quay về mọi người xem về cái hành trình mà lên núi Đá Voi. Thì cái núi Đá Voi này là ở Đắk Lắk chúng ta, người có địa chỉ là ở xã Giang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Thì nếu mà đi á thì bà con đi hướng quốc lộ 27 cách thành phố Buôn Ma Thuột 40 km là tới ở khu vực núi Đá Voi này. Thì hôm nay mình quay á cho các bạn và mọi người thì có đi tham quan du lịch á, có thể lên núi Đá Voi này bà con đi một lần cho biết leo lên cái đỉnh núi này như thế nào. Khi đây về ở đây thì cũng sát đường nên bà con hay các bạn đi tham quan á thì cũng rất là dễ dàng. Đây mình đang leo lên cái đỉnh núi này, mình không leo đường chính mà mình leo bên cái đường phụ. Mình dặn các bạn nha, đá hơi trơn trượt á nên bà con và các bạn á ai đi leo núi này á thì phải mang những dép giày cẩn thận để tránh tình trạng mà trượt chân. Còn có thể bà con đi chân đất cũng được, bà con xách một tay đi chân đất còn chắc chắn hơn cái việc mà trơn trượt khi mà leo lên cái đoạn núi Đá Voi này. Bây giờ mình sẽ đi từ từ ở dưới lên, chung ở trên này thì rất nhiều người đến tham quan, rất là đông vui. Mình sẽ đi từ dưới chân núi lên tới đầu đỉnh chân núi và mình đi không đi hướng chính nha, mình đi hướng phụ. Mình sẽ leo rất từ cho các bạn và mọi người xem. Thì ai có nhu cầu đến Đắk Lắk á thì tham quan du lịch á thì có thể đến cho biết cái núi Đá Voi này một lần xem như thế nào, rất là to, hay và lạ và độc, rất là đẹp. Đây mình leo lên rất từ cho các bạn xem đây. Đá cao trơn trượt nguy hiểm. Đó, nói chung là ở đây mọi người cũng để những cái thông báo rất là rõ cho các bạn đi tham quan cái ngọn núi Đá Voi này. Leo rất là mệt. Các bạn xem, đây là mình đi chân đất đó nha, đi chân không á, một tay cầm điện thoại, một tay quay cho các bạn xem này. Leo lên cái này rất là nóng nha, thời tiết rất là nóng. Nên là nhắc nhở các bạn khi đi lên là nhớ mang theo dép để tránh tình trạng lên tới đỉnh rồi bà con và các bạn nóng quá không biết lấy cái gì để mà che chân, không là lúc đó bị chân mình bị dọp á. Đây mình leo lên rất là từ, cũng rất là sợ là trượt. Không đi đường chính nha, đường chính kia khách du lịch và mọi người tham quan rất là nhiều, mình sẽ đi đường phụ. Sẽ leo lên tới đỉnh và tí nữa từ trên đỉnh mình sẽ đi xuống từ cho các bạn xem. Đó, đường mòn đó, mình sẽ đi theo đường mòn lên, mà đường mòn phụ nha, không đi đường chính á. Đường chính thì dễ đi rồi. Đó, thấy rất là cao, đồ sộ, nhìn xuống rất là cao. Có người thì mang cả bi, loa, kẹo kéo lên trên đỉnh hát và tham quan, không có ngắm mát. Rất là đông vui á, các bạn xem thấy không? Rất là đông. Nhìn xuống rất là sợ. Thì các bạn ai chưa đi lần nào á thì cũng bỏ một cái thời gian mà đi đến đây để tham quan cái ngọn núi Đá Voi này. Đó, giùm đang leo này, rất là sợ trơn trượt. Các bạn thấy không? Cái này rất là mạo hiểm nên khuyên các bạn là xem thôi, đừng đi giống mình nha. Đi giống mình rất là trơn trượt á. Ai đi lên đỉnh núi cũng rất là mệt. Các bạn xem nha, nằm đây mình đang ở giữa đỉnh núi Đá Voi. Đang lên từ đây. Thì các bạn và mọi người ai mà đi du lịch ở Đắk Lắk này thì cũng thể ghé tham quan cái ngọn núi Đá Voi này một lần cho biết, rất là hùng vĩ, to và đẹp. Mình đang ở giữa núi Đá Voi nè, ông quay các bạn xem á, quay xung quanh rất là nóng. Rồi mình đã lên được nửa quãng đường của cái đỉnh núi Đá Voi này, còn một nửa quãng đường nó lên tới đỉnh luôn. Quay các bạn xem á, xung quanh là cây cối, ở trên là một ngọn đá rất là to, y như một cái lưng ông voi á, nên mọi người ở đây hay gọi là núi Đá Voi. Trên đây khách du lịch rất là đông mà các bạn xem mà. Đây là mới một nửa nha, mình sẽ đi ngang qua trên này và đi lên trên đỉnh cho các bạn xem.
Tụi con cứ xem hết clip đi, mình sẽ quay hết clip cho các bạn xem. Và tới lúc mà mình đi xuống, để con xem và tham khảo về cái con núi đá vôi này, voi này. Mình đi ngang luôn á, tí nữa mình đi lên trên đỉnh, mình không đi đường chính nha. Nên chỗ này rất là nghiêng, khi quay này thật sự là cũng rất là sợ về cái khoảng cách này. Thì lần đầu đi á, hầu như các bạn rất là thích, nhưng mà khi lên rất là mệt và nóng. Mà nhắc lại là rất là nóng nha.
Còn ném đi lên chỗ này nè.